Chiều ngày 27 tháng 11, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân chủ trì hội nghị, cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Năm 2023, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức chặt chẽ quán triệt học tập và sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, ban hành các nghị quyết kết luận chỉ thị và xây dựng kế hoạch chương trình bảo đảm đúng đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam tham mưu có hiệu quả cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng ban chỉ đạo phòng không nhân dân trung ương về công tác phòng không lục quân phòng không nhân dân và không quân toàn quân đồng thời lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá xây dựng chấn trình tổ chức biên chế tinh gọn mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy quản lý kỷ luật bảo đảm an toàn trong các hoạt động phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn văn cấu yêu cầu tập thể ban thường vụ đảng ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo của tập thể và từng cá nhân, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra. Lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận số 21, hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa 13. Chỉ thị số 856 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy chi bộ, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực rõ nét về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.